từ thiện là bao nhiêu nhỉ? Cảm ơn từ thiện là bao nhiêu nhỉ? Vẫn là biết ơn chị Vũ Thị Sáu. Ok. Đây là phần trình bày của ca sĩ Hà Vy. Mùa hoa lê kim ma nở ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh đã chết cho mùa hoa lê kim ma nở, đời sau vẫn còn nhắc nhở sông núi đất nước ơn người anh đã chết cho đời sau. Thiếu nữ anh như mùa xuân, chị đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin, dù chết vẫn không lùi bước. Chỉ sau đã hy sinh rồi, dòng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống. Dục đi lên không bao giờ lùi. Kìa hoa lê khi mà nở đẹp trên quê miền đất đỏ, nơi đó sáng mai tên người anh bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở. Mùa xuân lan tràn xứ sở, tôi đến hát trước năm một chốn sâu người nữ anh hùng.